Rồi chuẩn bị giao máy cày sớm các bác ơi, khách đến lấy máy sớm sáng nay 16 tháng 10. Đang lắp dàn sới cho khách xong rồi đây, chuẩn bị khách chạy về. Đó. Máy này 26 mã lực 2 cầu các bác. Dàn sới của nó luôn nha. Được 26 mã lực, 2 cầu trợ lực lái nha các bác. Khách chạy về êm luôn. Khách ở Bình Huỳnh, trong huyện các bác ơi, trong thị trấn này. Máy rất êm các bác. Đĩa đĩa Nhật nha, đĩa đĩa Nhật nguyên bản. Sáng sớm nay trời mưa, làm ăn vào tiền tỷ luôn nè. À, dàn sới rất đẹp các bác, nghĩa điện Nhật, răng đầy đủ cho khách luôn, về là xuống đồng chạy ngay luôn đó các bác. Dàn Kubota luôn nhá, máy Kubota, dàn Kubota luôn. Cập nhật máy cho các bác luôn nha. Máy em mới về là John Deere Now 075 Yamaha IM357. Đó. Con này 75 mã lực, con này 57 mã lực, con này thì 5018 50 mã lực các bác. 2 cầu hết nha các bác, 2 cầu trợ lực lái toàn phần hết. M6040 su của Kubota luôn, quỷ đầu zin. Đó. Cái này là dàn sới nước. Đó, dàn sới nước từ 2m8, 3m, 3m1, 3m2, 3m4. Niplo. Sọ nhôm đổi rất là đẹp luôn các bác. Siêu phẩm không ạ? À? Hàng tuyển chọn. Dàn này thì Kobashi 3m2. Đó. Còn lại là Niplo hết, 3m1 thì cũng rất đẹp các bác. Còn này dàn sới khô. Dàn sới khô sọ lớn nha. Cửa hàng em thì nằm trên quốc lộ 80. Ấp số 8, xã Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang nha các bác. Bên này thì Subaru này. Subaru nghĩa địa Nhật sọ lớn, 1m75, 1m77 là bông sới của nó, phụ bì là trên 1m8. 1m77 nè. À cái này dàn sới nước Kubota 2m2. Bác nào máy nhỏ nhỏ thích dàn sới nước nhỏ thì 2m2 em có này. Rất là đẹp. Dàn này dàn Rande John Deere. John Deere dùng rồi, rất là đẹp luôn. Còn này Kubota KRX175 dùng rồi, rất đẹp. Máy đa năng em cũng có khá là nhiều. Để em quay máy đa năng cho các bác xem nha. Dàn sới mới em có luôn, Saktiman Kubota đầy đủ. Máy móc dàn sới gì đó là em giao hàng toàn quốc hết. Đây, máy đa năng đây các bác. Nhiều lắm, đa dạng. Từ máy Trung Quốc, máy Nhật Bản, máy Hàn Quốc có luôn. Kubota DC60 70 105. Đầy đủ, con này 105 hay gì nè. Mới về chưa rửa hết nha các bác. Còn con này 16 van, Yamaha 16 van. Con này phải 98 ly, 94 ly, 98 ly, nhiều lắm. Iseki 3 máy, 4 máy, máy kim nhiều. Mitsu cũng nhiều lắm các bác nha. Đó, anh chủ đó các bác. Anh chủ đến xem là quá ưng ý máy dàn sới là lấy luôn trọn bộ. Về cày sới đất nhà, khỏe re 2 cầu. Đi qua đầu bờ nó không có bị bê, nó không có khó lái, mà nó không có hư đầu giạc của mình.
Và cái mui thì mình lọt thêm tí bạc ở trên là che nắng che mưa thoải mái à. À, anh em của anh chủ chạy về, anh chủ thì chạy xe Honda. Vào số em ru luôn các bác nha, một số rất là êm. Đầm sới đó thì 1,5 m, Kubota đầm sới 1,5 m, kẹp đăng đầm rông, máy đầm sới chọn bộ đầy đủ, chạy bóc lắm, nhanh lắm. Rồi cảm ơn các bác đã xem video nha, các bác cần máy móc gì cứ liên hệ cửa hàng cho em nha. Máy đợt này em còn từ 50 mã lực cho đến 75 mã lực. Mẹt xoay 75 mã lực trong kia các bác. Đó, 75, 70 mã lực. Có 2 chiếc luôn. Đời mới nha. Các bác cần gì cứ liên hệ số điện thoại là gặp trực tiếp ông chủ nha các bác. Rồi em chào các bác luôn nha.